đấy, mình thò máy ra ngoài mình quay cho các bạn xem nhé. Đấy, cả cái dàn hoa giấy ra ban công thấy chưa, vẫn còn một số điểm hoa nhé. Hoa tinh quế thì nó dai lắm, nó lâu dụng. Đấy, các bạn xem đây cánh hoa. Rất là đẹp. Đấy, vẫn còn một số bông rất là cuống. Lộc non đã bật. Đây, lộc non đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Lá rất bé luôn nhé. Phần lớn lá chỉ bằng cái móng tay thôi. Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 dương lịch. Thế còn âm lịch là 16 tháng 2. Tức là cái cây hoa giấy mình đã chơi hoa sau Tết được khoảng 1 tháng rưỡi. Hôm nay mình tiếp tục quay cái video chia sẻ với các bạn là mình tiếp tục dưỡng cây, chăm sóc cái cây sau khi nó sau khi chơi hoa Tết nhé. Hiện tại thì cây hoa giấy trên cây bây giờ nó chỉ còn một số bông thôi. Đấy, hoa nó cũng rụng hết rồi. Cũng còn một số bông lác đác cũng rất là đẹp. Thế nhưng mà tay mới lá thì tuyệt vời rồi. Đấy, các bạn nhìn từ xa thì biết. Đấy. Hôm nay là trời có hơi hơi tí hảnh nắng. Thì mình sẽ quay chia sẻ với mọi người cái cây hoa giấy ở trên ban công chung cư của mình này. Đấy, đây là đang đứng ở trong nhà quay nha các bạn nhé. Mình quay cho các bạn xem cái chậu. Cái chậu bé tí nhé. Cái chậu đường kính chỉ 30 thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái chiều tán bay của cái cây này nó rơi vào khoảng 3 mét rưỡi nhé. Cái ban công này của mình là 4 mét mà. Công mình 4 mét, thế mà cái này nó bay gần hết, tán bay gần hết cây, à hết ban công. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mình trồng hai cây, bên cây bên tay trái là cây tím Huế, còn bên tay phải là cây sắc pháo. Đấy, ra ngoài quay đấy. Ra ngoài quay thì nó hơi ồn. Hơi ồn một tí nhưng không sao cả. Các bạn nhìn thấy thủ đô Hà Nội buổi sáng ngày 19 tháng 3. Trời rất nhiều mây và âm u, nhưng mà nó cũng may là vẫn còn có tí nắng. Nay thì ấm rồi, không rét nữa. Lâu lâu không làm video, nhiều bạn nhắn tin hỏi và sao không quay cái cây hoa giấy ở ban công chung cư nhà mình thế nào rồi. Đó. Thì hôm nay mình quay cái video này để các bạn giải trí cuối tuần, các bạn xem giải trí cuối tuần nhé. Mọi người xem video ủng hộ mình bấm like hoặc đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Các bạn nào có những cái thông tin hữu ích hơn thì có thể là comment chia sẻ ở phần bình luận để mình cũng hiểu biết thêm và mọi người cùng tham khảo. Video thì mang tính chất giải trí nhá. Giải trí chơi chơi thôi. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, vẫn còn hoa đấy. Mình quay từ gốc cái cây này nhé các bạn nhé. Đấy, hơi ngược sáng, ở trên ban công chung cư thì không thể quay xuôi sáng được. Đây là một cây tử mini
ở gốc của mình làm này. Đây các bạn nhìn này, lá nó rất nhỏ nhá. Đấy, lá của nó hiện tại bằng móng tay của mình. Cây này thuần cốt chậu rất nhiều năm rồi, cho nên là nó mới có cái lá như thế này, lá bé tí này. Cái gốc của nó thì đây, cái gốc của nó thì nó gần hết, gần kín một cái phần, 1/4 cái chậu 30 này. Đấy, chậu 30 đó, quá đẹp luôn, già bị. Trên bông tay cành nhé các bạn nhá. Đấy, lá nó bé tí luôn. Có cái bên kia cái cây sắc pháo thì nó còn non cho nên là lá nó to. Nếu bản chất cái hoa sắc pháo, giấy sắc pháo lá nó to, nó không như tím Huế. Con ông tím Huế này được cái là lá nhỏ, chơi lá mới chơi thân rất là đẹp, cho nên tím Huế có thể làm bonsai được các bạn ạ. Còn sắc pháo thì lá nó to và nó hay rụng lá nên là nó sơ sát, nên là ít thấy cây bonsai khủng nào mà sắc pháo, chỉ thấy toàn tím Huế. Đây mình quay các bạn này, đây nó vẫn còn hoa đây nhá. Đấy, hoa này các bạn. Đấy, hoa đấy. Gần đây cái sắc pháo của mình cũng đang lên rất là tốt. Cái chậu của mình những hai chậu bé như nhau nhé. Đấy, hai chậu bé như nhau. Đấy, hôm nay mình tiếp tục mình dưỡng cây nhá, dưỡng cây và chăm sóc cây. Đây mình đây là lân các bạn nhá. Đấy mình lấy một ít này, từng này thôi, cho vào cái chai này mình pha. Tại sao mình phải pha vào chai? Bởi vì cái chậu này của mình nó bé, mấy cả mình ở trên ban công chung cư cho nên là mình không pha vào cái những cái chậu to hay là cái gì cả mà nó đổ nước nó te tét rồi. Mình pha vào cái chai này xong mình độ tưới vào gốc. Đấy các bạn thấy chưa? Tưới bằng cái chai này nó rất là gọn, không bắn tung tóe ra. Đấy, vì cái gốc cây này nó to cho nên là mình cái nước đầu thì mình cho hết nó luôn, tưới cho hết nó luôn. Thế còn cái cây bên kia thì mình sẽ hết nhá, hết một chai. Đây cái dưới này còn toàn cắn này. Đấy, đây này, pha chai thứ, tức là cái nước của cái phần cắn của chai thứ hai nhá, lần thứ hai tưới cho cái cây bé này. Đây các bạn nhìn này, đấy còn có một tí cặn rồi. Đây còn cũng có một tí cặn thì xong mình tráng tiếp, tưới nốt cho cái gốc to này. Đó.
Đó. Các bạn thấy chưa? Tưới này rất là đều. Đấy. Thế là tưới đã bón lân xong nhá. Chờ cây tiếp tục nó phát triển. Đấy, sau khi cây nó ra hoa thì có nhiều cách để chăm sóc dưỡng cây và chăm cho nó tốt. Thế nhưng mà với mình thì mình ở trên chung cư cho nên là nó phải đảm bảo cái độ sạch sẽ đấy, cho nên mình không bón phân bón trước gì cả, mình chỉ chơi mỗi lần. Các bạn nhìn xem này, lá rất là đều nhá, lá đều và xanh đen luôn, vừa hết hoa rồi đấy, đấy còn một ít hoa này. Được. Đấy, để mọi người biết. Đấy, mình thò máy ra ngoài mình quay cho các bạn xem nhé. Đấy, cả cái dàn hoa giấy leo ban công cả. Thấy chưa? Vẫn còn một số điểm hoa nhé. Hoa tím quế thì nó dai lắm, nó lâu rụng. Đấy, các bạn xem. Đây. Cánh hoa. Rất là đẹp. Đó, tím quế. Vẫn còn một số bông rất là cuống. Lộc non đã bật. Đây, lộc non đây. Yeah. Các bạn nhìn thấy chưa? Lá rất bé luôn nhá. Phần lớn lá chỉ bằng cái móng tay thôi. Đấy, mình xin kết thúc video ở đây nhá. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Chúc mọi người cuối tuần sức khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Mọi người xem nếu mà cảm thấy yêu thích kênh của mình thì cho mình một like, một chia sẻ và một bình luận ở dưới. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Đó, cho các bạn ngắm lại toàn cảnh thành phố nhá. Khu vực này là đang ở đây là Trung Hòa, Cầu Giấy nhá. Đấy, khu vực kia là khu vực trường Trần Duy Hưng. Toàn thành phố vẫn mờ ảo trong mây. Rất là đẹp.